Như vậy rằng là chúng tôi được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái network về IDG Venture và IDG Capital toàn cầu. Và trong 3 tháng vừa rồi để chuẩn bị ra đây ra khởi nghiệp thì chúng tôi hợp tác với lại IDG China, IDG Mỹ rất là nhiều để tìm hiểu về blockchain, bởi vì blockchain rất là phức tạp. Đấy. Thứ hai nữa là sự khác biệt là chúng tôi có IDG Lab về blockchain. Để làm được cái chuyện này thì nó rất là phức tạp và nó phải có nguồn lực và phải có kiến thức và cũng phải có đam mê. Cái này là cái mà chúng tôi học được là trong 15 năm của IDG Venture không có, bởi vì không có nguồn lực. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo mô hình của 16AZ là cái quỹ lớn nhất của Andreessen Horowitz, là 4 tỷ đô về blockchain, và người ta mời hai professor từ Stanford các thứ về để chỉ làm mỗi cái việc này. Và sự khác biệt tiếp theo của chúng tôi là team, đội ngũ. Tôi thì qua tuổi đầu tư venture, tôi bây giờ là phải đầu tư bất động sản với lại đầu tư private equity. Chứ còn bây giờ là đầu tư công nghệ thì nhiều khi nói blockchain, nhiều khi anh Trung anh ấy lại nói không biết gì.